Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử Lý Hùng, từ tài tử điện ảnh của Việt Nam đến cuộc sống độc thân ở tuổi U50. Người hâm mộ có lẽ đã quá quen thuộc với cái tên Lý Hùng trên màn ảnh vào những giờ cơm buổi chiều của gia đình. Vô số những tác phẩm mà anh đã có mặt đã xây dựng nên một bộ phim thành công, được nhiều công chúng yêu mến qua hàng năm. Lý Hùng được biết đến là con trai của nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh. Chàng tài tử này sinh vào ngày 22 tháng 2 năm 1969, tính đến nay đã ngoài 50 tuổi. Ngoài sự nghiệp diễn xuất ra thì anh còn được biết đến là một người có khả năng ca hát trên sân khấu. Nhưng tên tuổi nổi tiếng hơn vẫn là về mặt điện ảnh. Nơi chôn rau cắt rốn của anh là tỉnh Vĩnh Long, một trong những tỉnh thành phía nam của đất nước thuộc đồng bằng sông Cửu Long và phát triển rất mạnh mẽ về công nghiệp. Người dân nơi đây cực kỳ chân thành, hiếu khách, sống bằng tình cảm nồng nhiệt nên Lý Hùng cũng thừa hưởng từ tính cách tuyệt vời ấy. Cha của Lý Hùng kết hôn với bà Đoàn Thị Lan, mẹ ruột của anh, rồi sau đó hai người cùng sinh ra 6 người anh em lần lượt là diễn viên Lý Hương, doanh nhân Lý Thành, doanh nhân Lý Nga, ca sĩ Lý Hồng, đạo diễn phim doanh nhân Lý Sơn, Lý Điền Sơn, diễn viên ca sĩ Lý Hùng. Diễn viên này đã bắt đầu nổi danh từ những thập niên 1990 đối với nền điện ảnh Việt Nam thời bấy giờ. Hơn nữa, anh còn tham gia trong các bộ phim cộng tác với nền điện ảnh của Hồng Kông và diễn xuất sắc, đã gây tiếng vang lớn trong giới diễn viên lúc ấy. Tiểu sử của anh không thể không nhắc đến người nghệ sĩ nhân dân đáng kính, đó chính là Lý Huỳnh, thân phụ của tài tử này. Có thể nói, Lý Huỳnh có ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân của con trai ông. Nhờ vậy, chàng tài tử này vẫn luôn giữ được nét diễn xuất chân thực nhất đối với bất kỳ bộ phim nào mà anh tham gia. Thân phụ của anh có tên thật là Lý Kim Tuyền, được người đời biết đến là võ sư xuất chúng của Việt Nam, vinh dự được xếp vào hàng ngũ Nam Kỳ Tứ Tú, gọi là bốn ngôi sao sáng của xứ Nam Kỳ miền Nam trước giải phóng năm 1975. Từng thách đấu công khai với huyền thoại võ thuật Trung Hoa và thế giới là Lý Tiểu Long. Ông là người đã sáng tạo ra tuyệt kỹ liên hoàn bát cước, hiểu là chiêu này tung người trên không trong cùng lúc thi triển 8 cú đá vào đối phương rất đẹp mắt. Khán giả nghe cái tên này thì rất thường xuyên, nhưng một số người chỉ rõ anh là một tài tử điện ảnh, nhưng lại không biết là anh có một thời gian dài lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Trong phần này, chúng ta sẽ làm rõ tất cả về con đường sự nghiệp của nam tài tử thành công và chông gai ra sao. Diễn viên Lý Hùng trong sự nghiệp ca hát. Tiểu sử về con đường sự nghiệp ca hát của người này tất nhiên là không phải fan nào cũng rõ, vì thiên hạ nghe đến tên của diễn viên này qua các bộ phim thủ những vai nổi tiếng. Thậm chí thì sự lấn sân này còn không mang lại vẻ vang cho Lý Hùng bằng sự nghiệp diễn viên của chính bản thân anh. Không phải là người này muốn lấn sang lĩnh vực nghệ thuật ca hát, nguyên nhân là vào năm 2000, cũng chính là thời điểm sự nghiệp diễn xuất không được như ý. Bởi vì những dòng phim thị trường sản xuất tại Việt Nam thời bấy giờ bị bão hòa, rơi vào tình trạng bế tắc. Khá nhiều những đồng nghiệp khác, không chỉ riêng nam tài tử, bị ảnh hưởng nặng nề bởi nguyên nhân trên, lâm vào khó khăn khủng hoảng. Họ đã quyết định và chọn con đường riêng biệt để vực dậy cuộc đời. Riêng cá nhân của diễn viên Lý Hùng thì anh đã quyết định chuyển sang nghiệp ca hát để cứu vãn tình thế. Nhưng có vẻ quyết định không được khả quan cho lắm. Anh thậm chí còn cho phát hành hai album đầu tay đến khán giả. Các khán giả cũng bất ngờ ấn tượng với hình tượng mới mà anh đang cố xây dựng. Nhưng nếu nói về sự nổi bật thì hoàn toàn không có tiếng vang trong giới ca sĩ. Sau khi phát hành cả hai album đầu tay không quá thành công thì anh đã không bỏ cuộc mà tiếp tục cho ra bản album tiếp theo là Tình Yêu Chỉ Một Lần Tha Thứ trong năm 2004. Em gái Lý Hương cũng góp mặt trong album này ngay sau khi bay từ Mỹ về. Kinh phí đầu tư cho lần này tốn 200 triệu cho chất lượng ca từ, kỹ thuật dàn dựng. Diễn viên Lý Hùng trong sự nghiệp điện ảnh. Trái với sự nghiệp ca hát thì tiểu sử sự nghiệp điện ảnh lại cực kỳ thành công. Nhờ tài năng trong diễn xuất qua các vai diễn được đảm nhiệm mà danh tiếng mới được đông đảo công chúng biết đến như vậy.
được thừa hưởng có nhiều người hâm mộ yêu mến, nhiều hãng phim mời tham gia hợp tác, nhiều vai diễn khác nhau. Nói về bước đầu sự nghiệp này, anh đã nhận vai đầu tiên là một vai diễn nhỏ trong bộ phim Phượng khởi chiếu năm 1982. Chỉ mới 12 tuổi, nam tài tử đã có được vai diễn chính đầu tiên trong đời với bộ phim mang tên Đàn chim và cơn bão do chính đạo diễn Cao Thụy biên soạn kịch bản. Khi mà đã đóng qua một số vai khác nhau trong tất cả các bộ phim, cha của anh đã khuyên nên thi vào trường Đại học Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 1986 để học một khóa diễn viên điện ảnh khóa 1 của trường đại học này. Ngày nay, ngôi trường này đã lấy tên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 1988, anh đã nhận vai Phạm Công trong bộ phim Phạm Công Cúc Hoa, một bộ phim cực kỳ thành công được nhiều người đón xem của đạo diễn Lưu Bạch Đàn. Với sự thành công này, trực tiếp đã đưa danh tiếng của Lý Hùng, Diễm Hương một bước lên mây, biến thành ngôi sao điện ảnh Việt Nam thời bấy giờ. Tiếp đà thành công này, diễn viên Lý Hùng còn góp mặt trong các bộ phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông. Anh cũng là nam tài tử điện ảnh đầu tiên xuất hiện trong những bộ phim hợp tác với nền điện ảnh Hồng Kông như vậy. Các bộ phim có thể kể đến như Kế hoạch 99, Hồng Hải Tặc, Cảnh sát đặc khu. Cho đến khi cuối những năm thập niên 1990 cũng là lúc phim thị trường thoái trào, đó cũng chính là lúc người ta không còn thấy hình ảnh của nam tài tử điển trai xuất hiện trên phim nhiều nữa. Anh đã vắng bóng một thời gian lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Mãi đến năm 2005, khán giả mới một lần nữa thấy diễn viên Lý Hùng trở lại màn ảnh Việt và tham gia vào bộ phim Đô La Trắng trong vai người trung úy Nguyễn Trực, một người đồng chí công an chính trực, can đảm. Bộ phim này được viết kịch bản bởi đạo diễn tài năng Trần Cảnh Đôn. Diễn viên Lý Hùng thông tin các bộ phim đã từng tham gia Đàn chim và cơn bão trong vai Dũng Lì, Phượng trong vai đứa bé bán báo, Thăng Long đệ nhất kiếm trong vai Nguyễn Thế Trung, Lá sầu riêng trong vai Sang, Nơi bình yên chim hót trong vai Vũ Lì, Phạm Công Cúc Hoa trong vai Phạm Công, Lửa cháy thành Đại La trong vai Trần Dũng, Người không mang họ trong vai Trương Sỏi, Sơn thần thủy quái trong vai Sơn Tình, Ngọc trong đá trong vai Dũng, Tình ngỡ đã phôi phai trong vai Bạch Nam Hoa, Sau những giấc mơ hồng trong vai Kha, Bên dòng sông Trẹm trong vai Triệu Vĩ, Thanh gươm để lại trong vai Ông Ích Đường, Nước mắt học trò trong vai Hùng, Yêu không phải trò đùa trong vai Bảo, Trong vòng tay chờ đợi trong vai Bạch Nam Hoa, Đoạn cuối ở Bangkok trong vai Minh, Chuyện tình của em trong vai Khải, Mênh mông tình buồn trong vai Vương Hoàng Vũ, Đồng tiền nhân nghĩa trong vai Quốc Cường, Hồng Hải Tặc trong vai Công an Việt Nam Minh Sơn, Kế hoạch 99 trong vai Đại úy Lê Quang Nam, Truy nã tội phạm quốc tế trong vai Đại tá Ca Lê Trung, Biển hát trong vai Phong, Đô La Trắng trong vai Đại úy Nguyễn Trực, Mưa thủy tinh trong vai Hoàng Dũng, Già riêng ai cưới em trong vai Trần Minh Hoàng, Tây Sơn hào kiệt trong vai Nguyễn Huệ, Thiên đường ở bên ta trong vai Lý Gia Tường, Quý cô tuổi dần trong vai Kiến Thành, Về đất Thăng Long trong vai Lý Công Uẩn, Nghiệt oan trong vai Hùng, Cù lao lúa trong vai Bác sĩ Danh, Cuộc đối đầu hoàn hảo trong vai đạo diễn Quang Khải, Cuộc chiến quý ông trong vai ông Dũng, Lời sám hối trong vai Ba Thiện, Lớp học 102 trong vai ông Việt, Bình minh trên ngọn lửa trong vai ông Quốc, Bằng chứng vô hình trong vai Minh Khôi, Một văn phòng luật sư trong vai ông Quang, Dệt nắng cho ngày dài hơn trong vai ông Long, Trại cá sấu trong vai Mạnh, Ông trùm trong vai Lê Mạnh, Thề không gục ngã trong vai An Hảo, Mỹ nhân Sài Thành trong vai Bác sĩ Bách, Đoạn trường Nam Ai trong vai ông Hai Thề, Hy sinh đời trai trong vai Evit Tài, Đường chân trời trong vai Thiếu tá Dũng, Hợp đồng định mệnh trong vai ông Cường, Người nhà quê trong vai Đại, Biện đời dông tố trong vai Tuấn, Giữa hai bờ thiện ác trong vai Lê Điển, Yêu không phải trò đùa trong vai Bảo, Phi vụ Phượng Hoàng, Đồng tiền nhân nghĩa, Bước qua quá khứ, Bông hồng đẫm lệ, Cảnh sát đặc khu, Lệnh truy nã. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.